Hello, xin mến chào cả nhà nha. Nhưng chào lại ông Trần Lửa, chào ông Chu Phan, chào Cao Trương và tất cả các anh chị em nha. Thật sự thì hôm nay thì Nhiên 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 mở diễn đàn và Nhiên cũng đã chia sẻ cho các bạn vào comment nói hỏi Nhiên về vấn đề mà tiền thuế rồi này nọ khác kia thì Nhiên cũng có nói rồi. Thì đúc kết câu cuối cùng là Nhiên muốn nhắn gửi cho các bạn mà vào gửi tin nhắn cho Nhiên hỏi Nhiên câu hỏi đó, thì Nhiên chỉ nói là vẫn câu nói muôn thuở thôi: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc chưa. Nếu bạn chưa làm gì cho tổ quốc mà bạn được nhận những cái khoản tiền mà không từ sức lao động của bạn, từ ngân sách của chính phủ, vậy thì bạn phải biết được là tổ quốc đã làm được những gì cho đất nước và cho chính bản thân bạn rồi. Thì câu cuối cùng Nhiên chỉ muốn nhắn gửi đến bạn cái điều đó thôi. Và đừng có bây giờ nhìn sang nước của người khác. Tại vì á, nếu như bạn bạn á, đứng núi này trông núi nọ thì bạn sẽ không bao giờ xác định được cái tương lai rõ ràng cho mình. Và hãy nhớ một điều là quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Bạn đang sống trong một đất nước tự do và độc lập, hòa bình. Bạn đang có rất là nhiều cái sự hạnh phúc hơn rất là nhiều người trên thế giới này. Bạn hãy nhìn vào các nước, có rất là nhiều nước trên thế giới đang phải thứ nhất là họ phải trải qua những cái cuộc chiến tranh, rồi mất mát, đau thương, và họ phải chấp nhận trong cái cuộc sống như vậy, và họ thèm muốn được giống như đất nước mình, đất nước Việt Nam mình. Tuy nhỏ bé nhưng mà con người Việt Nam mình rất là bất khuất. Bạn có thấy có một cái đất nước nào mà lì lợm giống như nước Việt Nam mình không? B52 đổ xuống như mưa. Nhưng mà thay vì cái câu này là Nhiên học từ em Duy Nguyễn ha, thì Nhiên cũng muốn nói, muốn san sẻ lại, tự nhiên thấy rất là hay. Thì em Duy nói, em Duy cũng đam, em Duy nói đất nước, con người Việt Nam mình ngộ lắm, như những nước khác B52 rải xuống giống như vậy thì người ta đã đầu hàng rồi. Nhưng mà người Việt Nam mình không đầu hàng, vẫn bất khuất kiên cường quyết giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho đất nước, cho đồng bào. Thì bạn đang được hưởng cái sự tự do, dân chủ, hòa bình từ từ tánh mạng của những người nằm xuống, đem đến cho bạn cái cơm no áo ấm ngày hôm nay, không phải sống thấp thỏm trong chiến tranh cũng giống như tất cả các nước trên thế giới khác, và họ đang thèm muốn giống như nước của chúng ta. Vậy thì tôi mong là bạn qua cái livestream của tôi không trả lời trực tiếp tin nhắn mà bạn gửi cho tôi, tại vì tôi có nguyên tắc riêng của tôi là tôi không trả lời tin nhắn riêng tư nào cả. Tôi không biết bạn là ai, và tôi phải có cái sự đề phòng với tất cả những nick mà rất là lạ vào comment hay là vào gửi tin nhắn riêng. Tất nhiên vào trong mạng xã hội đấu tranh thì tôi phải có cái sự đề phòng, và tôi chỉ có thể trả lời cho bạn ở đây đây. Bạn hãy nhớ những người ở bên Mỹ được nhận những cái đồng tiền trợ cấp đó là tiền đó từ mồ hôi nước mắt của họ, đóng thuế bao nhiêu năm mà họ mới được nhận vài chục phần trăm. Còn chính bản thân của bạn chưa từng đóng thuế nào cho chính phủ, cho quê hương. Và tôi cá luôn, bạn cũng chưa từng cho gia đình bạn, cho cha mẹ bạn nữa cả. Và chưa đến ngày hôm nay bạn đã nói với tôi là bạn nhận được 1 triệu đồng của ở trên phường đem xuống cho bạn. Có nghĩa là bạn đã được hưởng. Bạn không cho nhưng mà bạn lại được nhận. Vậy thì bạn phải hạnh phúc. Tại sao bạn lại phải ca cảm? Thì điều tôi muốn nói là như vậy thôi. Hãy biết yêu quê hương, hãy biết yêu mẹ mình.
Tại vì á, có mẹ mới có mình, có quê hương mới có mình, nơi chôn rau cắt rốn, nơi mình sanh ra, đó là quê hương. Bạn đi đâu, bất kỳ nơi đâu cũng không bao giờ bằng cái quê hương của mình cả. Chính bản thân những người con xa xứ giống như tôi nè, giống ông John Bright, giống mọi người, những anh chị em Việt Kiều và những người sống xa hương, xa quê hương. Chúng tôi mới là cái, những người sống thiếu thốn, thiếu tình đồng bào, thiếu gia đình, thiếu tình cảm gia đình, thiếu tình cảm bà con lối xóm. Còn bạn, bạn đang được hưởng rất là nhiều. Bạn chưa cho đi mà bạn nhận được lại. Vậy thì biết trân trọng đi. Tôi xin lặp lại, tôi xin truyền tả lại cái câu của trung úy tên gì ta? Quên rồi. Là tự do hòa bình không phải dễ, có thì phải cố gìn giữ lấy. Tôi mong là bạn hiểu, đừng nhìn nước bạn nữa nha. Thì đó chú Nguyễn nha, thì cháu nói đó, cháu học An Nhiên lên trên này, An Nhiên học rất là nhiều điều từ em Duy Nguyễn, và những cái câu mà em Duy nói đáng để cho mình suy ngẫm lắm, rất là đúng với những cái đất nước ta khác. Các bạn thấy rồi đó, khi mà B-52 của Mỹ dội xuống cái kiểu đó thì người ta đã đầu hàng rồi, nhưng mà đất nước mình như thế nào, đồng bào mình như thế nào, bao nhiêu triệu người nằm xuống và chúng ta không đầu hàng, chúng ta vẫn bất khuất kiên cường để giành lại độc lập tự do. Bao nhiêu tánh mạng của những người của thế hệ trước đem đến cho mình cái nền độc lập tự do như bây giờ. Đất nước có được phát triển phồn vinh hay không là phải nhờ từng từng sức lao động của từng người dân nữa, chứ không phải riêng chỉ một mình chính phủ cả. Các bạn hãy nhìn, các bạn đừng có sống ích kỷ mãi. Chính phủ còn phải lo rất là nhiều. Thứ nhất là Biển Đông. Phải lo dẹp yên bạn Biển Đông, giữ gìn Biển Đông, giữ gìn biên cương bờ cõi, giữ gìn cái nền hòa bình độc lập mà bao nhiêu triệu người nằm xuống của thế hệ trước. Rất là nhiều điều để cho chính phủ mình làm, và phải giữ những cái mối giao thương để đem đến những công ăn việc làm cho người dân và để phát triển đất nước, để cho nước bạn khỏi coi thường mình. Chúng ta là người dân, chúng ta phải làm một cái gì đó, nếu như không có giúp ích được gì cho chính phủ thì chúng ta cũng nên giúp cho bản thân mình có cái tư duy, biết nghĩ tới cộng đồng tí xíu, đừng sống ích kỷ cho cá nhân mình mãi như vậy. Tôi mong là bạn hiểu, và tôi mong là lần sau tôi sẽ không còn nhận được những cái tin nhắn giống như vậy nữa. Ok thì biến nha, Lê Nguyễn. Nãy giờ Nhiên coi mà Nhiên không để ý. Xin lỗi nha, lo nói mà không để ý gì hết. Nó vô hồi nào mình cũng không để ý nữa, cái họ Lê bên này trong này nhiều quá, nó vô nãy giờ mà mình không để ý. Nhiên sẽ thanh lọc lại. Vô trong livestream của Nhiên á mà các bạn phản động, các bạn mất dạy cái kiểu đó thì tôi lóc cả. Tại vì tôi nói trong này tôi không muốn, tôi không cái ý của tôi là không có phải để cho các bạn nghe. Dạ, cháu lóc rồi chú. Tôi vô trong này là tôi không có, tôi chia sẻ là không để cho những cái thành phần mà não phẳng, những cái thành phần mà phản động giống như các bạn nghe. Cái sự chia sẻ của tôi là chia sẻ cho người dân của tôi, những người có thiện tâm thiện lành, những người có tâm cho quê hương, cho đất nước. Chứ tôi không cần những cái loại mà phản động, chống cộng. Những cái loại mà nói xấu, nói sai, nói xuyên tạc về đất nước nghe. Tôi không cần. Cho nên á, các bạn vào đây mà các bạn á, có những cái mà các bạn nói chuyện phản biện, tôi sẵn sàng
phản biện tay đôi với bạn. Nhưng mà các bạn có những cái câu sai về lãnh tụ, nói sai về đất nước, nói xuyên tạc lãnh tụ, chửi bậy về lãnh tụ, về tất cả những những người ở chính phủ, nằm trong bộ máy chính phủ Việt Nam, thì tôi lóc các bạn ngay. Tôi không muốn giao lưu hay là phản biện với bất kỳ những người nào mà có cái tư duy mất dạy giống như vậy. Dạ em cảm ơn anh Đồng Hương nha. Hồi nãy tại vì Nhiên Nhiên lo lo nói chuyện và Nhiên đang nhìn vào ở trong cái trang ở trong cái COVID cái update của dịch COVID á, cho nên là Nhiên không có để ý. Nhiên coi thử là từng đất nước nó đang đang có cái chỉ số gia tăng của dịch COVID như thế nào, nên Nhiên không có nhìn thấy. Chứ Nhiên nhìn thấy là ngay từ đầu là Nhiên đã chặn nó rồi. Em chào chị Thái Ngọc Nhiên nha. Nhiên chào lại tất cả các anh chị em. Hôm nay có like không vậy chị? Dạ đúng rồi, phản biện có văn hóa thì mình giữ lại, còn những cái mà nói xúc xúc phạm tới nguyên thủ quốc gia lóc toàn bộ, không để yên. Tại vì á, mình không cần là đông khán giả mà lại không có chất lượng. Mình nhận những khán giả có tâm, biết thưởng thức, biết lắng nghe và biết chia sẻ. Đúng không? Ít nhưng mà chất lượng. Thì tất cả mọi cái sự chia sẻ của mình, trước khi mà Nhiên muốn lên trên này Nhiên chia sẻ, là Nhiên đều phải tìm hiểu thật kỹ những cái thông tin chính xác, những cái thông tin mà có chuẩn từ những cái tờ báo chính thống. Tuy nhiên không có thích đọc những cái tờ báo lá cải, kể cả báo của Mỹ cũng vậy nữa. Ở Mỹ có rất là nhiều báo lá cải nha các anh chị, tại vì ở Mỹ á, phe đảng người ta đấu tố nhau rất là nhiều, cho nên báo lá cải cũng có, đài mà đài nói xuyên tạc cũng có nữa. Cho nên khi mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em ở Việt Nam mình biết những thông tin về nước tư bản của mình, là mình cần phải đọc cho nó rõ ràng, và luật nó cũng phải ra luật. Cho nên hồi nãy các bạn Hamilton Vũ đó, lưu gì đó vô vô mà phản biện với mình là mình nói ngay, mình nói đến khi mà bạn đó phải phục thôi. Tại vì á, thứ nhất là mình đã nhiên đã làm giấy thuế cho rất là nhiều người thợ nail của Nhiên, và luật lệ thì Nhiên đã nắm trong tay rất là nhiều. Những gì Nhiên lên chia sẻ về thuế đất hay là về tiền thuế thu nhập cá nhân, nó đều dựa trên những cái mà thông tin chính xác và những cái mà Nhiên đã trải qua trong bao nhiêu năm Nhiên đóng thuế tại Mỹ. Từ lúc mà mình đóng thuế thu nhập cá nhân là từ một từ từ là một thợ nail cho đến khi mình lên làm chủ, thì tất cả mọi thứ mình đều biết trong cái lĩnh vực của mình lên mình chia sẻ để làm gì? Để cho các bạn có giấc mơ Mỹ, biết được những cái kinh nghiệm đó khi bạn qua bên Mỹ bạn không có vấp phải. Tại vì các anh chị bên này chia sẻ cho các bạn chỉ thấy được là đi qua Mỹ làm được 3.000, 4.000 đô. 3, 4.000 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam? 7, 80 triệu tiền Việt Nam. Thì các bạn thấy nó lớn, trong khi làm cả năm trời ở Việt Nam mới được 7, 80 triệu. Nhưng mà bạn đâu có hiểu được là mấy người đó đâu có hiểu, mấy người đó đâu có chỉ cho bạn biết được là ừ, 3, 4 chục, 3, 3, 4.000 đô đó là bạn phải trả cái khoản này, khoản kia, khoản xe, khoản nhà, khoản khoản điện, khoản nước, khoản thuế, khoản khoản ăn, rồi khoản xăng cộ, rồi điện thoại. Em Giang cũng chưa có camera luôn nha em Giang nha. Thì á, các bạn nghĩ là 3.000 đô là các bạn bỏ vô 3.000 đô, nhưng mà các bạn làm 3.000 đô á, thì các bạn nghèo. Thì nếu như ít ra khi bạn vô trong livestream của Nhiên, bạn nghe một người sống tại nước Mỹ nhiều năm chia sẻ như vậy, thì bạn sẽ đỡ bị hụt hẫng và đỡ đỡ bị sốc khi bạn qua bạn bạn phải trả nhiều cái khoản tiền giống như vậy. Chứ không phải là Nhiên cấm cản cái con đường công danh của các bạn.
Nhưng chị chia sẻ để các bạn giữ lấy những cái kiến thức cho mình. Để khi bạn bước qua một cái cuộc sống mới của mình, bạn sẽ không thấy nó mới mẻ nữa. Mà bạn lại có thêm được những cái hành trang cho bạn tốt hơn những ngày đầu mà Nhiên mới qua Mỹ. Các bạn rất là may mắn là tại vì các bạn đang sống trong cái thời đại của Internet, của 4.0. Tất cả mọi thứ, sự thật nó đều có ở trên mạng xã hội và bạn đã biết hết. Và qua thông qua những người chia sẻ giống như Nhiên. Nhưng mà Nhiên dám cá luôn, không có nhiều người chia sẻ nhiều giống như vậy đâu. Tại vì Nhiên có một cái là Nhiên hơi bị lì. Nhiên không sợ người ta phải nói như cái này kia cả. Tại vì mình sống thật. Cái gì mình biết thì mình chia sẻ. Đức Phật nói, nếu như bạn biết mà bạn, nếu như con biết những điều mà con đã từng trải qua mà con không chia sẻ cho người khác để người khác vấp phải, thì con đã phạm phải một cái luật, một cái tội. Và kiếp sau của con thì con sẽ bị cái quả báo đó là bị câm, bị điếc và bị mù. Thì bản thân của mình sẽ không muốn kiếp sau của mình trở thành những người như vậy. Mình là người Phật tử, Nhiên là gia đình Phật tử từ năm Nhiên 4 năm tuổi lận. Cho nên những cái bài kinh, những lời giảng của Đức Phật lúc nào mình cũng luôn nhớ và mình sống lúc nào mình cũng theo chân lý của Đức Phật cả. Mình biết thì mình chia sẻ. Mình chia sẻ có thể đó chỉ sẽ là cái thừa đối với bạn. Nhưng mà nó sẽ có ích cho bạn trong cái cuộc sống sau này. Và khi trong cái đường đời của bạn, bạn va chạm vào thì bạn cảm thấy được là nó không có bị đứt tay. Tại vì bạn biết tới cái mức đó là nó tới ngay cái lưỡi của con dao rồi, bạn sẽ không có bị đứt tay giống như tôi ngày xưa. Ngày xưa Nhiên qua đây không có ai nói cho Nhiên nhiều đến như vậy. Nhiên chỉ biết là ở qua nước Mỹ là cái thiên đường. Nhiên chỉ biết là qua bên Mỹ mình được ăn nhau Mỹ, mình được ăn đồ ăn Mỹ, mình được giữ cầm tiền đô trong tay. Chứ mình không hề biết được là qua nước Mỹ mình không được ngủ 8 tiếng một ngày, không được ngủ ngon giấc. Mình không biết là mình qua nước Mỹ là mình phải mất hết cái tuổi thơ của mình. Mình không biết được là mình qua nước Mỹ mình phải cày nhiều hơn ở Việt Nam. Tại vì á, lúc mình có ở Việt Nam, mình có làm thì cũng giờ hành chánh và đi về trước lúc mà hoàng hôn buông xuống. Làm giờ hành chánh về nhà là 5 giờ. Có nghĩa là mình có rất là nhiều khoảng thời gian vào buổi tối cho gia đình và cho bạn bè. Có thể đi la cà, ăn uống cà phê này nọ khác kia. Nhưng mà khi mình qua Mỹ thì sao? Mình đi làm cho đến 8, 9, 10 giờ đêm. Sáng mình thấy được mặt trời tí xíu và khi mình về tới nhà thì mặt trời đã lặn từ mất tiêu rồi. Chỉ thấy bóng đêm nhạt nhòa thôi chứ mình không có thấy được cái ánh sáng của mặt trời nó như thế nào cả. Đôi khi mình muốn cảm nhận những cái điều đó khi mà mình ở Việt Nam nhưng mà mình không có. Tại vì sao? Tại vì á, cái bill bộng bên này quá nhiều, cái cuộc sống đòi hỏi mình phải gia tăng cái tốc độ lao động nhiều để mà mình chi trả cho cuộc sống của mình. Chứ không giống như các bạn ở Việt Nam, nhà đã trả đất, bạn sống trong cái sự bảo bọc của gia đình. Ít ra bạn bệnh, bạn mệt, bạn ở nhà một tuần lễ không ai nói gì bạn. Và bạn có rất là nhiều thời gian cho gia đình. Còn những người sống ở nước Mỹ họ làm việc giống như một con robot, giống như một cái cỗ máy vậy đó. Hoạt động hoài. Sáng thấy cái tiệm, tối thấy cái nhà. Có cha mẹ ở nhà thì sáng chào good morning, tối thì xong xong sau đó thì goodbye và tối thì good night. Vậy thôi. Nó y chang như cái vở kịch mà các bạn đã coi và người ta nói như thế nào thì y chang là cái cuộc sống ở bên Mỹ vậy đó. Sáng gặp mẹ, chào mẹ, chào má buổi sáng là good morning đó. Ăn sáng vội xong xuôi, bye. Rồi đi làm. Đi làm xong rồi tối về, chào chào má buổi tối, rồi vào ăn tối thêm tí xíu nửa tiếng với má. Rồi leo lên giường ngủ. Bởi vậy béo phì cũng có luôn. Tại vì ăn tối quá trễ. Nếu như ăn ở ngoài tiệm á thì mình lại không có bữa cơm tối với mẹ. Đành lòng phải đợi về nhà ăn cơm với mẹ. Về nhà ăn cơm với mẹ thì sao, nó đã khuya rồi. Khuya rồi sao cũng phải lo ngủ giữ gìn sức khỏe. Đương nhiên là sẽ bị béo phì.
nó có rất là nhiều cái biến chứng xảy ra, và bạn mất đi tất cả mọi thứ bạn lúc ở Việt Nam bạn có, bạn vốn có. Thì khi bạn coi livestream của Nhiên và các anh chị em Việt kiều có tâm với đất nước khác lên chia sẻ, ít ra bạn có dư thêm kiến thức chứ bạn không bao giờ mà bạn bị lỗ lãi gì cả, thì rất là tốt cho cái cuộc sống của bạn, đúng không? Cho nên là mong là tất cả các anh chị và các bạn nên nhìn nhận đất nước mình đang sống và cảm nhận những gì mà bạn đã lắng nghe, rồi hãy giữ đó là một hành trang cho mình trong cái cuộc sống sau này của mình. Tôi chỉ mong như thế. Và hãy nhớ là quê hương mỗi người chỉ một. Vậy thôi ha. Hãy yêu quê hương như yêu mẹ già. Đó là cái câu câu thơ của Nhiên á. Yêu quê hương như yêu mẹ mẹ hiền của mình vậy đó. Khi bạn là một đứa con có hiếu thì bạn sẽ cảm thấy đất nước mình đẹp vô cùng. Tại vì sao? Tại vì mẹ mình lúc nào cũng đẹp cả. Mẹ lúc lúc nào cũng đẹp nhất trong trái tim của mình. Thì đất nước lúc nào cũng cảm thấy rất là đẹp. Đẹp như thế nào? Đẹp về tuổi thơ. Tuổi thơ của mình á là không có giống như tuổi thơ của các cháu các em thời đại 4.0. Được xài điện thoại smartphone, được xài điện thoại xịn sò hay là cái gì cả. Mà tuổi thơ của mình là một tuổi thơ rất là thơ ngây. Tuổi thơ của những đứa trẻ cắp sách đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách vở, yêu bạn bè qua lời nói thân thương. Đó là những cái sự mộc mạc của quê hương dành cho mình, mộc mạc của cha mẹ dành cho mình, nuôi dạy mình. Những đứa con không biết gì về cái sự trần tục cả, cha mẹ dạy cho mình những cái bài vở, về những cái bài vở hay, không bao giờ dạy cho mình những cái sự thù hận của chiến tranh hay là những cái chết chóc đau thương của đồng bào. Không phải là cha mẹ không không có muốn dạy, mà là cha mẹ muốn cho mình có được cái tuổi thơ trọn vẹn, chứ không phải sống trong cái tuổi thơ của những người đồng trang lứa với mình sống tại đất nước tư bản, tại đất nước Mỹ. Họ đã bị gia đình họ nhồi nhét vào đầu họ những cái sự thù hận, cho nên đối với những người sống bên này đồng trang lứa với Nhiên, họ không có được cái tuổi thơ giống như Nhiên. Cho nên là đối với quê hương Việt Nam, trong cái trái tim của họ không có được cái hình dung nào cả. Còn với mình cảm nhận được nó thấm nhuần từ những cái cảnh mà nghèo khổ của đồng bào, nghèo khổ của gia đình và lối xóm, những cái cảnh mà không không có điện đó đó, những cái cảnh mà chỉ xài bằng đèn dầu, chúng ta chạy qua chơi năm mười với bạn bè với nhau. Mình cảm nhận cái tuổi thơ của mình nó rất là đẹp, nó đẹp như một bức tranh của truyện cổ tích. Và cho đến hiện tại bây giờ mình vẫn yêu tuổi thơ của mình. Khi bạn yêu tuổi thơ của bạn, bạn có những cái tuổi thơ đẹp như vậy thì bạn sẽ cảm thấy mẹ mình đẹp như thế nào. Thì bạn thấy mẹ bạn đẹp có nghĩa là bạn thấy quê hương của bạn quan trọng như thế nào. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái sự chia sẻ của Nhiên. Chúc tất cả các anh chị làm việc vui vẻ nha. Thân chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong buổi livestream tới của An Nhiên. Mọi sự chia sẻ của Nhiên dựa theo cái sự tình nguyện và cá nhân, không có phải là của bất kỳ chính phủ nào bắt buộc cả. Đây là cái cá nhân của mình, tình nguyện và tự nguyện nha. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị nha. Bye tất cả các anh chị em. Bye bye, chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và đi làm nhớ là cẩn thận nha, nhớ đeo khẩu trang vào. Và nhớ là khuyến cáo tất cả mọi người đeo khẩu trang, tránh lây lan cộng đồng. Cảm ơn nha, cảm ơn Giang Giang, cảm ơn tất cả các anh chị em. Bye bye.